đơn à. Nếu má cứ im lặng mà đi như vậy thì chắc chắn sẽ không công bằng cho con, sẽ để lại cho con nhiều dai dứt. Nên má viết mấy dòng là những lời má rút ruột, rút gan dành cho con. Từ ngày má được cha con giúp đỡ và chuyển tới kế bên nhà con ở, má vừa phục vừa ghen tị với má con vì sanh được một đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo như con. Nhìn con lớn lên mỗi ngày một xinh xắn, lương thiện, má lại càng yêu quý con hơn. Và luôn cầu trời khấn Phật cho một ngày nào đó con ưng thằng vui nhà má. Nhưng bây giờ má lại ước, ước gì hồi đó má đừng qua hỏi con cho thằng vui, ước gì con đừng chấp nhận nó. Đời con chắc chắn sẽ không khổ như bây giờ. Nương à, thiệt lạ là khi đi tới quyết định này má rất thanh thản, nhưng má đi mà vẫn còn một nỗi lòng chưa trọn vẹn là con đó. Nếu như con bán thằng vui và cầm 300 triệu đó lo cho bản thân mình, sống cuộc sống vui vẻ của mình, thì chắc má sẽ giận con đôi chút, nhưng không dây dứt như bây giờ. Từ hồi con về làm dâu, con chưa bao giờ biết lo cho bản thân mình, làm tới kiệt sức mà có bao nhiêu tiền á là hết lòng lo cho má với thằng vui. Nghĩ lại, má vì thương thằng vui không cha nên luôn cố gắng chăm lo hết sức cho nó. Bởi vậy tánh nó càng lúc càng hời hợt nông cạn, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Má không muốn nó tiếp tục như vậy, cũng không muốn còn vì nó mà khổ. Đứng trước cái chết, má tự nhiên nhìn thấu được mọi chuyện. Nếu cho trở lại, má sẽ không làm như vậy nữa. Má đã làm hư thằng vui khi tất cả mọi chuyện đều lo cho nó, quyết giùm nó, nên tới lúc lạc lối nó không biết kiếm đường về. Nương à, nếu con cứ sống như vậy, tới lúc nhìn lại như má, con sẽ rất hối hận đó. Vì đời ai cũng chỉ sống một lần, con hãy sống cho mình trước, phải lo cho mình thiệt tốt. Còn người bên cạnh, con chỉ giúp đỡ, chứ đừng sống giùm người ta, nghe con?